Xin kính chào quý vị và các bạn. Bước sang ngày nghỉ lễ thứ ba, trong khi Bắc Bộ trời có nắng hanh thì ở khu vực phía Nam, Tây Nguyên và Nam Bộ lại mưa dông và cục bộ có những điểm mưa lớn. Biểu hiện cho một ngày mưa nhiều đó là ngay từ sáng ngày hôm nay thì mây dông đã phát triển và gây mưa cho một số nơi ở ven biển Bà Rịa Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh hay là tại khu vực Đồng Nai. Chiều và tối nay thì vùng mưa sẽ mở rộng ra hầu khắp khu vực Nam Bộ và cả Tây Nguyên. Những vùng màu xanh đậm và xanh lá này là tương ứng với mưa vừa mưa to thì xuất hiện ở nhiều tỉnh thành, trong đó cục bộ sẽ có những nơi mưa trên 80mm. Mưa lớn có thể gây ra ngập úng cục bộ các khu vực vùng trũng thấp thuộc khu đô thị. Riêng với Tây Nguyên thì cần phải đề phòng với nguy cơ về sạt lở đất ở các tuyến đường đèo dốc. Ở khu vực Trung Trung Bộ thì hội tụ ẩm từ không khí lạnh đang yếu đi nhanh, bởi vậy mà dự báo chiều nay trời còn mưa nhưng chủ yếu là mưa với lượng nhỏ và xảy ra ngắt quãng. Thời tiết tốt dần lên sẽ thuận lợi hơn cho hoạt động giao thông cũng như là các hoạt động ngoài trời trong dịp nghỉ lễ của quý vị. Trở ra Bắc Bộ, hôm nay nắng xuất hiện từ sớm và nó sẽ còn duy trì liên tục cho đến chiều muộn. Nhiệt độ tăng nhanh, cao nhất ở thủ đô Hà Nội và hầu khắp toàn miền là từ 24 cho tới 28 độ. Không khí thì ấm áp, tuy nhiên lại khá hanh khô, độ ẩm nhiều nơi giảm mạnh xuống, chỉ còn phổ biến từ 40 đến 53%. Chuyển sang thời tiết biển, dự báo chiều nay, vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Từ đêm nay thì gió yếu dần. Với vùng biển phía bắc của huyện đảo Hoàng Sa, cũng như từ Quảng Trị trở vào đến Bình Thuận, gió đông bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Quanh huyện đảo Trường Sa thì thời tiết tốt, trời chỉ có mưa vài nơi, chủ đạo vẫn có nắng, gió nhẹ, biển êm. Cuối cùng sẽ là phần dự báo cho các thành phố trên cả nước trong chiều và tối nay. We'll be right back.